Hello, chào tất cả các bạn Chúc nha. bạn. Mình sẽ tiếp tục chơi Cage the Body trên iPad. Ok. Chúng ta sẽ sử dụng Good choice. Use that every Command time. Cake này đi. Cho con Body này vào chiếc bánh này. Sau chúng ta sẽ cho vào lò nướng. Đóng cửa lại. Đó, đang nướng này. Xong, đã chín chiếc bánh. Chúng ta sẽ rắc kem và kẹo lên, cho một quả pháo lên nữa, châm ngòi, nổ tung cả chiếc bánh lẫn con bút đi luôn. Đây là gì đây? À, cho bể nước à? À, bồn tắm. Chúng ta sẽ cho nhiệt độ sôi lên một chút, siêu sôi luôn. Đó, các bạn có thể thấy người con bút đi chuyển đỏ, nước nóng quá. Sợi chuyển lạnh luôn, lạnh đột ngột, lạnh đột ngột cái hy sinh luôn ạ, đóng băng luôn rồi, lạnh quá đóng băng con bút đi này. Mẹ, tại mấy cái này không có tiếng quá, nó không thấy kêu à? Nó phải kêu kêu tí nhỉ. Không thấy con bút đi này kêu rồi các bạn ạ. Mẹ khí. Thôi kệ đi, không kêu thì thôi. Sử dụng virus. Còn virus này sẽ ăn mòn cơ thể con bút đi. Đó. Mất đầu, mất hết, mất toàn thân. Sử dụng cái này đi. Là gì đây? Không có tiếng đâu nha các bạn nha. Đi thì nó bị mất tiếng. Nghe bình luận được. Ném mà, đó. Cái hạt này khiến người con bút đi sẽ dễ vỡ hơn. Cái này là gì đây? Serum gì đây? Ồ. Đột biến gen à? Nano virus thế nào? Ồ, biến bước đi thành người máy à? Wow. Tìm lòi ra ngoài luôn. Rồi sử dụng cái gì? A51 này. Là virus gì đây? Ồ, con virus này đang tấn công con body á. Trông nó rất là đau khổ. Cho nó vào cái thùng công axit này đi. Ngâm mình trong đây. Ngâm trong cái thùng axit này là không còn gì rồi. Tan chảy hết. Ha. Xong. Bóng bay axit. Đủ. Ném bắt. Úi. Bóng đâu rồi? Ui ôi. Một quả bóng rất là mất đầu mất tay luôn ạ. Cloning này. Nhân bản ra nhiều con bút đi con. Đó. À đủ. Giờ lại thấy có tiếng à? À tiếng của mấy con bút đi con à? Kêu như này. Oh please này. Mày chết. Đây là khí gây cười. Bơm vào đấy. Cười đến chết thì thôi. Bởi vì mình đã bơm khí này vào trong cái khu vực này. Không thể nào thoát được. Sử dụng sử dụng gì bây giờ?
Sử dụng đây, sử dụng mấy cái thời tiết này đi xem nào. Hố đen vũ trụ à, xoáy xoáy mọi thứ, hút mọi thứ vào trong trong đây. Rồi, bồn lining, cầu sét. Chạm phát là chết ngay, chỉ cần chạm vào phát là con bút đi là bị điện giật, quá ghê gớm. Đây là gì đây? Voi rồng. Lốc xoáy, lốc xoáy, lốc xoáy. Xoáy con bút đi này lên nào. Quá ghê gớm. Rồi. Sử dụng đủ. Đây là mưa. Không phải là mưa đá nữa rồi. Mà toàn những viên đá to tổ bố thế này. Sử dụng đây, thiên thạch rơi. Bốc cháy luôn ạ. Đây, búa của thần Thor. Mấy mấy cái viên này tránh ra nào. Đập vào con bước đi là bị giật sét ngay đó. Búa của Thỏ. Thỏ. Rồi sử dụng à. Đây, mưa mưa tuyết. Ui, những quả tuyết mẹ to bằng đầu con bút đi luôn ạ. Xem rơi vào con bút đi có bị đóng băng không, mình sẽ cho nó rơi liên tục. Ô, đóng băng luôn này. Đây đây mới là dung nham này. Đó, mình sẽ bơm dung nham vào đây khiến con bút đi này cháy. Sẽ bơm kín luôn nha, bơm đầy luôn cho con bút đi bị ngập trong biển dung nham. Rơi vào cái dung nham này chỉ có chết thôi. Xong. Crystal Ball. Quả cầu cầu pha lê. Xem nó có sức mạnh gì ra. Tủ hút luôn đầu con bút đi vào trong quả cầu ạ. Quá ghê gớm. Đây một cây cây ăn thịt. Nhìn hàm răng của nó kìa. Đủ mẹ đớp luôn. Cây này đang rất là đói nên nó sẽ đớp luôn. Đó bạn nhìn nào. Ấy ấy vươn ra định ăn con bút đi nè. Đó, nó còn trêu con bút đi ạ. Đớp rồi chúng ta sẽ đến với thần đèn nha. Đó, chúng ta phải chà chà vào cái đèn thần này thì mới ra được cái ông thần đèn. Chọn à. Một là may mắn được tiền. Đồ đầu lâu. Sức mạnh quá ghê gớm, một đập bất dụng đầu. Khôn go này là gì đây? Đồ ba này hình như là cái đầu của Medusa. Đồ chạm nhẹ vào đầu cái là hóa đá luôn. Quá ghê gớm. Đầu còn có thêm 6 con rắn nữa chứ. Vỡ luôn, hóa đá. Mình thử hạ gục mấy con rắn này xem nào. À, đập chết 6 con rắn trên đầu thì cái đầu ấy cũng thành tượng đá. Giống con bút đi. Vỡ luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với cho con tê giách này. Ăn thịt con bút đi đi. Cạp đầu nó, cạp đầu nó, cạp đầu nó. Sao?
đúng kiểu khủng long bạo chúa, quá ghê gớm. Grand piano này xem nào, đủ cả một cái đàn piano rơi từ trên xuống, bắt đầu có đút đi này, thêm lần nữa nào. Ô, chỉ được một lần nha, thế thôi. Sử dụng con alien này, sau đó mình sẽ chuẩn bị kết thúc video nha. Nó phải ký sinh một lần vào con bút đi à, nó mới xuất hiện con này. Đó. Nhai luôn. Ok. Kết thúc video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.